Vào ngày hôm qua, Slovakia đã bắt đầu mở đường ống dẫn khí đốt từ các nước trong Liên minh châu Âu-EU sang Ukraine với khả năng đáp ứng đến 20% nhu cầu tiêu thụ hàng năm của nước láng giềng. Đây là quyết định cứu nguy cho Ukraine khi mùa đông đang đến mà nguồn cung khí đốt dồi dào từ Nga đã bị cắt do vấn đề giá cả cũng như là những bất đồng liên quan đến cuộc khủng hoảng ở miền đông của nước này. Thủ tướng Slovakia Roberto Fico khẳng định nguồn cung khí đốt từ Slovakia, Hungary và Ba Lan có thể đáp ứng nhu cầu nhập của Ukraine về trung hạn. Hungary và Ba Lan cũng có các đường ống dẫn khí sang Ukraine, nhưng đường ống của Slovakia là có khả năng cung ứng lớn nhất trong số này. Đường ống này được nâng cấp từ đường ống để không nối trạm Vujani gần biên giới với Ukraine sang thị trấn Ugoros của Ukraine, có thể cung cấp đến 10 tỷ mét khối khí gà mỗi năm. Đây là một bước tiến lớn. Hôm nay Ukraine có thể tuyên bố rằng chúng tôi cùng với những người bạn Slovakia và Ủy ban châu Âu đã bước những bước đi đầu tiên trong việc đa dạng hóa và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng. Năm ngoái, Nga cung cấp khoảng một nửa trong số 50 tỷ mét khối khí gà mà Ukraine sử dụng. Nga cũng là nhà cung cấp dầu lửa, than đá và khí ga tự nhiên lớn nhất cho châu Âu.